xin chào quý vị khán giả. Thì cái hành trình thắp sáng Tây Bắc của Tám Sen thì tiếp tục chưa có hồi kết. Thì cũng vậy, giờ thật sự loạn lỗi ở trong mấy vùng sâu, vùng xa, vùng sát biên giới, đường đồi núi mà đường đi cực kỳ là hiểm trở, chỉ cần sơ sẩy một viên đá là mất mạng, lọt từ trên cao lọt xuống dưới vực thẳm luôn. Đường ở bề ngang bị lớn như đây nè, mà chạy len lỏi qua cái ngọn núi này non núi nọ rồi để mà tiếp cận với bà con ở chương trình thắp sáng vùng Tây Bắc. Thì chương trình này thì Sang cũng chích cái tiền túi của mình, thì cùng với số ít tiền quỹ hiện tại và còn cái vài chục triệu cũng không đủ thấm vào đâu, cho nên để đem được cái ánh sáng đến cho bà con bản làng đều rất là mừng, mà điều chân quý nữa tất cả quý vị mạnh thường quân trong và ngoài nước rồi Sang rất là luôn tri ân tất cả mọi người đã đồng hành cùng Sang. Còn những đứa trẻ như thế này đó, đây là đèn năng lượng hổm dậy giờ là phát lấy đi thắp sáng nhiều nơi rồi, nhưng mà cái việc mà là để mà là dựng video lên cực kỳ là khó. Thì những cái vùng sâu vùng xa rồi đứng ở đây giùm mấy chú ơi. Rồi, chú đứng chích lại rồi chú cầm tay giùm cái chú này má xuống thao biến đồ rút giùm bớt mấy mớ dưới rồi mấy đó rút giùm bớt để đưa cho bà con cầm. Rồi tí xíu rồi. Rồi. Thật ra mà muốn được đi vô tới đây á là cả đoàn đi từ sáng tới giờ đó, giờ đó giờ là 1 giờ trưa mới vô được tới đây. Từ ở ủy ban xã Mù Cả, hiện tại giờ chỗ của Sang đang đứng đây là xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Ở đây là cái bản tên gì bản à? Em Lu Kho, bản Lu Kho. Đó, Sang cả đoàn đi từ sáng giờ, bây giờ 1 giờ trưa mới tiếp cận được đây. Rồi. Còn mấy bà con Minh thôi, cho số ít rồi cầm tượng chân thôi, còn nhiêu mình lắp lên. Rồi. Cho mấy đứa nhỏ dần trước đi. Mấy đứa nhỏ dần trước đi. Rồi. Này. Ở đây có sữa nè, sữa uống nè, đồ chơi nè. À, bởi vì bị mạng nó gớm, đồ chơi nè, vui không, bánh nè, đó, lột bánh ăn đi. Đây. Hả? Đổ miệng ăn đi. Ăn đi con. Nè sữa nè uống đi. Rồi. Nè đó của con hết nguyên bịch. Rồi đôi chia mấy nhỏ đi của con nè. Rồi. Rồi con qua đây. Ra đây cho em ngồi. Rồi. Đây, của con đây. Đây. Rồi, tụi con có hết chưa? Có chưa? Rồi, bây giờ nói đây chú nè. Đấy, còn mấy kia, kia mấy kia lại đây. Đây. Đây hai bạn mới, Rồi ngồi xuống. Đây của con. Đó nữa, của mấy nhỏ nữa. Đây của con. Còn bé kia nữa. Có rồi. Rồi ngồi đây. Bây giờ nè, cùng với lại tám lựu đạn nào nói cảm ơn Mạnh Thường Quân nè. Chúng tôi ở đây. Chúng tôi cảm ơn
ơn. Nhà tài trợ. Chúng tôi. Cảm ơn. Tám lũ đạn. Cảm ơn tám lũ đạn. Tụi con nói nè. Chúng con. Cảm ơn. Ông tám lũ đạn. Cảm ơn. Nhà tài trợ. Bộ đội đồng đồ mù cả đã hỗ trợ mấy anh em thì trong mấy ngày qua mà sang công tác ở tại xã mù cả thì cũng trong đó thì cái bản này là bản gì nãy nói bản lù cò rồi sang sẽ đi qua Ca Lăng rồi Tu Lũng lấp bên Ca Lăng Tu Lũng xong rồi xem nó quay ngược lại Tu Ma Cao để nhờ mấy anh em lực lượng bộ đội biên phòng hỗ trợ cùng với lại người dân bản làng hỗ trợ để mà tiếp cận được cái bản thì cái đường đi nghe nói là xe phải mắc xích đúng không? Cái đường điểm đi Tu Ma Cao là đường là có nhất là tất cả ba điểm này. À. Vâng, trong thời gian mà các anh hỗ trợ rồi thì khi nào là chúng tôi sẽ biết cho bà con là tôi đón anh em đi nhưng mà không là mùa khô. Khoảng là mùa mưa thì tôi không thể đi được. Và đi bộ thì nó mất hơn 5 tiếng. À. Và đường là đi quanh con với là lên dốc nó rất là khó khăn. Và rất là anh em là đi địa bàn. Ừ. Thì trong những ngày qua mà tụi anh ở đây ở chợ bên chỗ xã mình để cùng với lực lượng anh em bộ đội biên phòng để mà hỗ trợ lên đem ánh sáng đến cho bà con bản làng đặc biệt ở vùng Tây Bắc thì cảm suy nghĩ của em như thế nào? Cái đấy là bản thân tôi là đứng trong cái địa bàn quản lý là phụ trách ba là cái xã Mộc Cảng là đứng trên là trong lực lượng bộ đội biên phòng là tôi rất là cảm ơn là anh em mình phải chọn là giúp đỡ là bà con nông thôn là tôi là kéo cái điện năng lượng mặt trời để cho bà con là phát sáng vì là hiện nay là đang khó khăn là không có điện lưới mà tôi rất là cảm ơn. Thì một lần nữa thay mặt cho quý vị khán giả cũng như là tất cả quý vị mạnh thường quân trong và ngoài nước thì chúc cho tất cả mấy anh em đồng chí bộ đội biên phòng luôn thật nhiều sức khỏe vì lực lượng của bộ đội biên phòng luôn ở gần sát với người dân ở trong những cái vùng dọc ra biên giới thì quý vị cũng biết dọc ra biên giới là về cái vấn đề an ninh của biên giới rất là phức tạp cho nên là thử ra mấy anh em phải thật nhiều sức khỏe mới gìn giữ được cái bờ cõi đó là một cái thật sự là thay mặt cho người dân cũng như là quý vị khán giả trên toàn đất nước Việt Nam và cũng như là hải ngoại và các mạnh thường quân trong và ngoài nước cảm ơn mấy anh em nhiều lắm rất mong được có được cái lần sau mà đủ nhân viên sẽ về tiếp để mà cùng đồng hành với lực lượng bộ đội biên phòng để mà giúp cho bà con mình vậy nhá. Ok đang chỉ cho bà con lắp ráp phụ dạ bà con lắp ráp phụ không mẹ mẹ đi xuống không chứ không phải mẹ đang tổ chức cái lễ bắt bắt vợ hả ở đây nhiều lắm nè kẹt qua bên đây ở đây dùng nhập này nè đó luôn đâu mà mùa chị hà giống Sang rất mong tất cả quý vị khán giả cũng như là quý vị mạnh thường quân hãy đồng hành với Sang
để cho Sen có thêm cái kinh phí để đi giúp những cái nơi vùng sâu vùng xa. Hiện tại bây giờ kinh phí nó rất là eo hẹp, mọi thứ các cái thì Sen cũng vận hành bằng chính đồng tiền túi của mình, nhưng mà sức lực của Sen thì bây giờ là từ hôm tháng 10 2021 tới nay Sen cũng đã đuối về cái tài chính, cho nên cũng không biết được duy trì được bao lâu. Nếu như mà có đón nhận được cái sự mà đồng hành của vị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước tiếp tục nữa thì Sen nó tiếp tục duy trì để mà đem đến cái tình yêu thương của vị chia sẻ với bà con mọi vùng miền. Thì quỹ hiện tại bây giờ rất là cạn kiệt, không có đủ để mà chi cho những cái chương trình như thế này. Mà đây là một trong những cái vùng Tây Bắc của tỉnh Lai Châu. Ở đây là một trong những cái tỉnh nghèo đứng thứ hai cả nước. Bà con còn rất là khó khăn. Cung đường đi quý vị thấy khó khăn như vậy, lấy gì bà con có được cái sự đời sống nhân dân. Và điều đặc biệt nữa là ở đây là giáp ranh Trung Quốc. Những nơi này mà có người ở thì còn giữ được những cái phần đất lãnh thổ của Việt Nam. Cho nên là rất cần cái sự chung lòng chung sức của quý vị bà con Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước cùng đồng hành với Tám Sen đi đến những cái cung đường như thế này để mà giúp ích cho bà con, đem những cái trái tim ý nghĩa giúp ích cho đời. Đó là những cái giá trị nhân văn mà chúng ta cùng làm. Sen thì bỏ công bỏ sức bỏ thêm tiền của để cùng đồng hành với quý vị, nhưng mà Sen phải đón nhận được, phải có được kinh phí từ tất cả cô chú anh chị mình vùng trong vùng nước để mà giúp ích cho bà con lâu dài hơn nữa thì Sen tiếp tục. Còn nếu như mà một mình Sen thì chắc có lẽ Sen chỉ sợ là không đủ lực để mà kéo dài duy trì cho mọi hoạt động như xe cứu thương cộng đồng, đưa giúp chở bệnh nhân về mọi vùng miền, rồi những công tác thiện nguyện xây dựng cầu, rồi những cái công tác mà quỹ vì người nghèo giúp đỡ cho những cái nơi như thế này. Đó, một lần nữa Sen cũng cảm ơn tất cả mọi người. Thì Sen quay video để chi có được cái kinh phí để mà giúp người nghèo, mà hiện tại giờ lượt view về sau cái lùm xùm ở trên cộng đồng mạng nó nhiều quá, cho nên cái hệ thống YouTube nó cũng bớt thì cũng không đủ kinh phí để mà Sen duy trì để mà giúp cho mấy anh em, cũng như là lương bổng cho mấy anh em rồi xăng cậu nữa. Thì Sen cũng rất mong mọi người đăng ký kênh ủng hộ, rồi xem video ủng hộ Sen. Thì một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người và xin chào và hẹn gặp lại, nhớ coi tiếp cái video kế tiếp nha.